Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linkkit Store. Thì sau cái clip mà mình làm về chiếc đầu Atnos SK9028KBW thì có khá là nhiều bạn hỏi về mình và yêu cầu mình là giới thiệu luôn chiếc đầu tiền nhiệm của nó, chiếc đầu đàn anh của nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc đầu đàn anh của 9028KBW. Đây là một mẫu đầu khá là lâu rồi, thương hiệu của nó đây là 9018KBW. Bộ phụ kiện của nó thì cũng tương tự như 9028 thôi, gồm một remote, anten để phát wifi cũng như là thu sóng wifi, một dây AV để đưa âm thanh vô âm ly, dây HDMI rất giống với lại 9028KBW. Cuối cùng là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất chi tiết. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về bên ngoài của chiếc đầu Atnos SK9018KBW này. Thì nhìn sơ qua các bạn có thể thấy là thiết kế của nó khá là mỏng, mỏng hơn so với 9028KBW. Tuy nhiên là nó đã có độ dài nhiều hơn tí xíu. Các bạn có thấy cái thiết kế nó khá tương tự với lại các đầu hát thời xưa, nhưng mà được cái là nó có lớp vỏ đen kim loại rất là chắc chắn, cũng như là bọc inox xung quanh chống rỉ, chống chảy xước. Bây giờ mình sẽ nói về phần mặt trước của nó. Thì như các bạn có thể thấy là mặt trước thiết kế rất là đơn giản, từ trái sang như mọi khi nhé. Bên này là logo Atnos cũng như là model của chiếc đầu, đó là Smart Karaoke Full HD 9018KBW Wi-Fi. Đó, bạn có thể thấy trên cái model của nó rất là nhiều chức năng luôn, vừa Smart Karaoke, vừa Full HD, vừa hỗ trợ ổ cứng HDD và vừa cả phát wifi luôn, rất là nhiều chức năng. Phía dưới là nút nguồn, các bạn nhấn một lần để mở nguồn thôi. Bên cạnh đó là hai cổng USB, các bạn dùng hai cổng này để điều khiển đầu hát bằng chuột hoặc là các bạn kết nối với các thiết bị khác như là USB bài hát, ổ cứng ngoài hay các thiết bị khác. Việc mà thiết kế hai USB phía trước đầu máy nó hơi mất thẩm mỹ một tí, tuy nhiên nó đem lại sự thuận lợi rất là nhiều, khiến cho các bạn dễ dàng kết nối với lại các thiết bị bên ngoài. Phần giữa là một màn hình LED, thiết kế khá là gọn và ngắn, hiển thị các thông số của đầu máy khi nó hoạt động cũng như là các thông số bài hát. Phía dưới là các menu chỉnh cơ bản để điều khiển một chiếc đầu hát, thì cũng có nút play menu, nút tạm dừng. Ngoài ra chiếc đầu này còn bổ sung thêm một nút, đó là một STOK ở đây. Thì cái nút này cũng chức năng của nó là các bạn đưa bài hát vào lên đầu tiên, chức năng chèn bài đó. Khi mà các bạn hát karaoke, bạn có thể chức năng chèn bài thì ở đây có cái nút này chèn đầu hát luôn. Bên ngoài cùng phía có phải là một logo Full HD 1080 karaoke. Thì chiếc đầu Atnos SK9018KBW này vẫn nằm trong các dòng đầu hát karaoke Full HD 1080 của Atnos. Những chiếc đầu hát đời sau như 9028KBW, 9038W đều cải tiến từ phiên bản này trở lên. Có thể nói là chiếc đầu hát này là một chiếc đầu hát đời đầu, thể hiện cái chức năng Full HD 1080 cực kỳ nét của dòng karaoke Atnos. Ở phần mặt trên của chiếc đầu Atnos SK9018KBW này, thông số kỹ thuật cũng như là các đặc điểm nổi bật của chiếc đầu hát karaoke này rất giống với lại các dòng đầu hát khác. Phía bên tay trái là một số hotline chính hãng của Sun Cameo. Giờ hoạt động của số hotline này là từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Tiếp theo là mặt bên hông của máy thì cũng tương tự như các đầu hát khác, được trang bị các khe thẳng nhiệt rất là nhiều ở đây, giúp cho đầu máy hoạt động mát mẻ cũng như là không bị nóng. Nhưng khi các bạn lắp đặt, các bạn lưu ý là thông thoáng cho hai vị trí hai bên hông để máy thoát nhiệt tốt hơn. Cuối cùng là mình sẽ giới thiệu về phần mặt sau của chiếc đầu Atnos này, cũng tương tự từ trái sang thôi. Bên này là một chỗ chứa khay ổ cứng, các bạn đẩy nhẹ vào bên trái để lấy khay ổ cứng ra. Tương tự như là chiếc đầu Atnos 9028KV, ổ cứng của nó rất là gọn, rất là dễ dàng lắp đặt. Các bạn chỉ cần đặt ổ cứng lên đây, sau đó là đẩy nhẹ vô và nhấn xuống. Đó, rất tiện lợi luôn. Tiếp theo là một chiếc quạt tản nhiệt. Hầu hết các dòng đầu hát sở hữu chức năng karaoke Full HD 1080
thì cái bộ xử lý hình ảnh của nó hoạt động rất là nóng, cho nên là đầu hát chất lượng cao luôn phải sắm một cái quạt tản nhiệt nhỏ để cho đầu hát không bị nóng cũng như là ảnh hưởng tới các bộ phận bên trong. Dưới đây là một cái khe nhỏ như là micro SD, thì chiếc đầu hát này cũng hỗ trợ thẻ nhớ siêu nhỏ luôn, đọc bài hát từ thẻ nhớ micro SD. So với đầu hát SK9028KW thì chiếc đầu hát này chỉ thiếu cái chức năng là đọc từ đĩa DVD thôi, còn lại là tương tự với 9028, đó là đọc từ thẻ nhớ, đọc từ USB và đọc từ ổ cứng ba nguồn. Ở chính giữa là hai cổng, một cổng ghi là video, một cổng optical. Thì hai cổng này là hai cổng chuyên dụng cho các TV. Các TV nhà các bạn hỗ trợ cổng nào thì các bạn sử dụng cổng đấy. Thường hai cổng này là mình trong các bộ dàn mình lắp á, thì thường không sử dụng đến. Tiếp theo là cổng HDMI, khá quen thuộc rồi. Sử dụng dây HDMI mà mình giới thiệu lúc đầu để cho tín hiệu hình ảnh Full HD ra ngoài màn hình. Khu bốn cổng kết nối này là màu trắng và đỏ, là các bạn nối dây với âm ly. Bên này là các bạn mic 1, mic 2 là các bạn nối ra bộ chấm điểm riêng bên ngoài. Đó, rất là đơn giản. Cổng kết nối màu cam nhỏ ở đây ghi chữ IR. Đây là cổng mở rộng đầu thu hồng ngoại. Khi mà các bạn sử dụng remote để điều khiển TV, nhiều khi mà các bạn để vật cản của nó khá là nhiều, điều khiển nó chập chờn, ấn số bài hát không có ăn, thì các bạn sử dụng cái cổng này nối ra một bộ thu hồng ngoại riêng. Thường thì không dùng tới, nói chung là kiểu hỗ trợ thêm cho các bạn nếu mà các bạn sử dụng remote cho nó nhạy hơn thôi. Phía trên này là các thông số kỹ thuật cũng như là model của máy. SK9018KW là số series. Đây là số series chính hãng của máy á. Khi mà các bạn gọi lên số hotline thì các bạn phải đọc cái số series này ra, thì bên tổng đài họ mới hỗ trợ cho bạn được. Cuối cùng là góc phía bên phải. Ở đây có hai cái anten hỗ trợ cắm hai cái anten cho bức sóng wifi, thu sóng cũng như là phát sóng wifi khá là mạnh. Phía dưới là các cổng kết nối mạng internet. Các bạn sẽ cắm dây mạng vô đây để cho chiếc đầu hát của bạn tự động cập nhật bài hát online, cũng như là các dây cổng LAN chia ra. Nó giúp cho cái đầu hát karaoke này giống y chang một chiếc modem wifi vậy á. Bạn chỉ cần cắm dây mạng vô thôi, rồi các bạn từ đầu hát và chia mạng ra rất là tiện lợi. Phía trên này là một dây nguồn, sử dụng nguồn điện 220V bình thường thôi, là một nút reset, hầu hết các đầu hát cũng có để reset lại mỗi khi mà máy bị đứng hoặc là trục trặc gì đó thì các bạn nhấn nút reset này. Sau khi đã giới thiệu về bên ngoài của nó xong thì bây giờ mình sẽ lắp chiếc đầu Agnos SK9018KV này vô một dàn karaoke hoàn chỉnh để hướng dẫn các bạn cách sử dụng, cũng như là mình sẽ cho các bạn biết những điểm khác biệt mà chỉ riêng đầu karaoke Agnos SK9018KV này sở hữu so với các dòng khác như là 9028, 9038. Các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn có thể thấy là mình đã lắp xong chiếc đầu karaoke Agnos SK9018KW một dàn hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ mở nguồn nó lên. Mình sẽ mở đầu karaoke và âm ly luôn để cho các bạn nghe âm thanh của nó. Đó, màn hình LED nó sẽ hiển thị lên. Và các bạn đợi một lúc để cho đầu hát khởi động. Và lúc này thì màn hình nó sẽ thay đổi như thế này. Sau khi máy đã khởi động xong thì đây là màn hình hoạt động chính của chiếc đầu Agnos SK9018KV. Các bạn sẽ điều khiển đầu Agnos bằng chiếc remote này nhé. Bây giờ mình sẽ nói luôn vì sao nó có sự khác biệt so với các đầu hát Full HD Full Tone không khác. Đó là tại vì các bạn nhấn cái nút setup nhỏ ở đây. Đó. Nhấn vô. Thì cái màn hình nó sẽ hiển thị như thế này. Đó, các bạn có thể thấy trên màn hình. Nó bao gồm phim, nhạc, hình, sách điện tử và karaoke. Thì ở đây nó bị ẩn đi tại vì mình chưa kết nối mạng cho nó. Thực chất thì chiếc đầu hát karaoke 9018KW này khi mà các bạn cắm dây mạng vô cho nó thì các bạn có thể vừa xem phim, vừa nghe nhạc cũng như là coi hình ảnh, đọc sách luôn. Rất là nhiều chức năng của một chiếc đầu hát karaoke thông minh mà các đầu hát về sau 9028, 9038 nó chỉ tập trung vào hát karaoke thôi, nó không có nhiều chức năng như chiếc 9018KW này. Các bạn ấn nút remote, ấn nút qua một tí. Đó, các bạn có thể thấy bên này còn có cả trò chơi, bao gồm một số trò chơi nhỏ nhỏ
để các bạn giải trí nó như không thích hát karaoke nữa, sudoku đồ chẳng hạn đó. Thác ra ngoài, các bạn có thể vô phần cài đặt để có thể thấy được toàn bộ những cái chức năng của nó, như phần hình ảnh đấy, các bạn có thể thấy hệ thống TV rồi cũng như là độ phân giải màn hình 1080, cách chỉnh màu, rất là nhiều chức năng chỉnh. Các đầu hát khác là không chỉnh được như thế này nha các bạn, chỉ có 9018 KDV nó mới cho phép mình chỉnh tùy chỉnh nhiều như thế này đó. Có thể nói là một đầu hát karaoke rất là thông minh. Đổi ngôn ngữ cũng được, các bạn chọn menu ngôn ngữ rồi âm thanh đĩa phụ đề đĩa đó, mọi loại tiếng đều có hết. Chỉnh âm thanh cũng được luôn, âm thanh thì các bạn cứ để nó chỉnh tự nhiên mặc định của nó. Nhiều khi các bạn không phải chuyên nghiệp thì các bạn chỉnh như thế này, chỉnh những cái kênh này nó sẽ làm méo đi tiếng nhạc, các bạn cứ để nguyên gốc của nó thôi. Rồi chỉnh cái có hỗ trợ chỉnh cả loa này nha các bạn. Đây, chỉnh loa xung quanh, loa sân rau, rồi loa đối diện, rất là nhiều kiểu. Mình cũng chưa tìm hiểu hết nữa về cái chức năng của đầu hát này. Rồi về quyền admin thì chỉ là tặc mật khẩu thôi. Mạng thì nó có, đầu hát này như mình nói lúc đầu, các bạn chỉ cần cắm dây mạng vô là các bạn có thể sử dụng mạng của nó, cũng như là đầu hát sẽ tự phát một cái wifi để các bạn điều khiển bằng smartphone, rất là tiện. Cái này mình chưa cắm dây mạng cho nên là cái chức năng này nó chưa có hiển thị được. Mình sẽ cắm dây mạng và thực hiện một clip sau cho các bạn. Rồi, bây giờ sẽ vô phần chính là karaoke nhé. Các bạn nhấn vào karaoke và nhấn, các bạn để vô karaoke và nhấn ok. Nhấn nút ok nhé. Các bạn di chuyển bằng các phím này và nhấn nút ok để chọn thôi. Các bạn đợi một lúc là chương trình hát karaoke nó sẽ khởi động lên. Lúc này là máy đang đọc bộ nhớ bài hát từ ổ cứng đó các bạn. Đó, cái hình ảnh chạy Magnus rất là quen thuộc khi mà bạn sử dụng đầu karaoke của Sun Camero. Đó, ok, đây là cái màn hình hoạt động chính của nó. Các bạn thấy cái để ý ở góc trên, đó là vui lòng kiểm tra kết nối mạng. Đó, nếu mà các bạn cắm dây mạng vô thì trên này sẽ hiển thị cái wifi cho các bạn bắt kết nối từ điện thoại. Còn mà các bạn chưa kết nối wifi thì chưa cắm dây mạng vô thì không có phát wifi sử dụng bằng điện thoại được. Các bạn chọn bài hát bằng số thôi, nhấn số để chọn bài hát. Đó, rất là nhiều bài hát thôi. Hoặc là các bạn chọn bằng như thế này, nhạc Việt, nhạc Anh, nhạc Hoa, ca sĩ, rất là nhiều. Cũng như có thể chọn bằng cách tìm tên bài hát. Tìm theo tên bài hát thì các bạn nhớ nút menu dưới này nha, phải nút menu. Đó, lúc này nha. Đó, nó sẽ hiển thị ra cái bảng và các bạn chọn chữ cái đầu hoặc là thể loại, hoặc là chọn remix cũng được. Rồi mình chọn theo chữ cái đầu đi. Đó, nó sẽ hiển thị cho các bạn nhấn các chữ cái trên remote thôi. Đây, bạn chữ cái từ A đến Z luôn, các bạn nhấn thôi. Ví dụ như mình nhấn bài ví dụ đi. Cái remote rất là lớn cho nên các bạn nhấn rất là thoải mái. Các bạn để ý những cái bài hát mà nó có hình nốt nhạc đó là những bài hát MIDI, bài hát mà Sun Cameo sản xuất. Còn những cái bài hát mà có hình cụm phim này, đó là những bài hát nhạc KTV lấy gốc từ ca sĩ. Video nền đẹp luôn, những bài hát MIDI thì video nền nó không có đẹp. Nên mình sẽ chọn thử một bài nhạc KTV cho các bạn xem chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh luôn. À, phần phía trên của chiếc remote này rất là rõ ràng, các nút chức năng như là chấm điểm vui, chấm điểm chuyên nghiệp. Đây là tông nam, tông nữ. Melody là bật tiếng ca sĩ hay không. Đó, bên này là nút tắt âm, rồi nút cài đặt, cũng như là tăng giảm âm lượng volume ở đây. Hai nút này tăng giảm âm lượng này. Đó,
Đây là đang để chế độ có nhạc ca sĩ. Rồi, mình tắt đi là nhạc karaoke. Các bạn có thể thay đổi tông nam, tông nữ hoặc là tông nam nữ. Đó, tông này là tông nữ. Nam nữ của tông nam. Rất là nhiều chức năng, cũng như là chấm điểm nè, chấm điểm vui nè, chấm điểm chuyên nghiệp, hoặc là chấm tắt chấm điểm cũng được. Nói chung là đây là một chiếc đầu hát rất là đa năng. Khi mà các bạn sở hữu internet, khi mà các bạn có internet ở nhà á, thì các bạn có thể sử dụng chiếc đầu hát này như một cái máy để đọc sách, rồi để lên mạng, lướt web, nghe nhạc, xem phim, rất là đầy đủ. Ngoài ra nó còn hát karaoke rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp, âm thanh rất là hay. Theo mình đây là một chiếc đầu hát karaoke rất là đáng mua, đáng sở hữu. Tuy là sản xuất khá là lâu rồi nhưng mà nó rất đáng, rất là chạy luôn. Các bạn có thể thấy là hình ảnh Full HD 1080 rất là nét. Đây là TV của mình, nó hơi dở một tí. Nhà bạn nào mà có TV mà full hỗ trợ cả 4K hoặc là 50 inch trở lên, hình ảnh nó không hề bị vỡ nét nha các bạn. Rất là đáng mua.